Ồ, cái tổ này nha. Cái này thì Kubota DC 105. Lâu. Hết sức lâu mới gặp lại ha. Cái này cây 100 lẻ, cái này chạy cũng tốc độ cũng khá nhanh. Rồi, Kubota DC 105 đang lên. Ôi ôi, nó kêu cái gì trong đó kìa. Dướng gì kìa. Kẹt hai em. Quá cao. Cái đường quá hẹp. Cái đường có chút xíu à. Xuống cái đề này quá cao. Ây cha. Rồi bữa nay anh em mình dễ trí đến kinh Dũng miền Tây mình ha. Máy này thì Kubota DC 105. Chấp quá lẹ. Hiện tại thì lúc này trời cũng còn sớm. Rồi anh em xuống ăn cơm xong bắt đầu chuẩn bị cắt. Tại vì cắt cái chỗ để cho máy nằm mà. Rồi lúc này nắng ráo. Bữa nay mới xuất hiện trên đồng cây 100 Đạt Nguyễn nè. Bữa nay mình quay cây 100 Đạt Nguyễn thì coi chạy có nhanh không ha. Anh em xem ha. Coi nó bằng đổ quà với dưa hên không. Thấy sao bự cũng quá nhanh nè. Ây cha, qua cái mương kìa. Ôi ôi. Cũng quá lẹ. Máy này chạy cũng tốc độ quá anh em ơi. Đây Đạt Nguyễn nè. Bully quá. Chớp quá chớp. Quá lẹ. Chớp quá lẹ.
Ở đây hiện tại thì đồng ở đây thì đồng gỗ lâm anh em ơi. Ôi ôi, cắm xuống. Hiện tại thì mới xuất hiện Đạt Nguyễn. Máy này chạy không thua gì Thanh Hên anh em ơi. Ở đây hiện tại thì xã Ô Lâm, huyện Chi Tôn, An Giang. Trời trời. Hiện tại đang chạy lúa OM18. Hiện tại giá bán 6.000-6.700 một ký anh em ơi. Máy đặt chuyển, máy này chạy quá phê. Rồi lẹ kìa. Quá dữ. Kubota DC1-5 này chơi cái món đồ gì mà chạy quá lẹ. Bánh này thì bánh chín anh em ơi, bánh bự quá. Vượt quá nhanh. Nói chung ra máy bây giờ máy nào cũng bình độ hết anh em à. Bình độ vậy chạy cắt nó mới đã. Chính giữa đó có cái đường mương nằm chính giữa. Mưa cũng sâu lắm nhưng mà trăm lẻ qua là bình thường. Lô đất này thì 20 công chắc trăm lẻ này cắt tiếng hơn là rồi, tại đang đi tốc độ cố gắng để cắt cho trước mưa. Quá dữ. Ôi ôi, xè xè ha. Xuống mương luôn á. Ôi ôi, xe ta đó ông ngu. Xa xa bên kia cũng có mấy cây B10 cắt bên kia. Ở đây thì đồng này cũng mở đồng mấy ngày à. Tiến độ quá nhanh. Giữ việc sẽ kéo. Áo ai đồ không á. Trăm lẻ đang đi xuống nè. Lúc này thì tài cũng tranh thủ cắt
càng nhanh càng tốt. Tại lúc này trời cũng đang chuyển mưa không? Ây cha, có chuột. Lúc này thì Đạt Nguyễn đang cầm tài đi tốc độ, tranh thủ cắt cho kịp đám mưa, quá chuyển à. Tranh thủ cắt, trời quá chuyển mưa, mưa gần sắp tới rồi. Thì cũng không còn mấy dòng nữa là rồi anh em ơi. 20 công này thì cắt có 1 tiếng hơn là xong. Mình sẽ kéo đàn bàn đi vô kìa, ăn cơm lúa. Chăm lẻ đang đi xuống thì có mấy cái sư phụ ra để kiếm mồi nè. Lắm. Ồ, sư phụ đó hay dữ ha. Ôi ơi, bộ này chậm quá dở. Lúc này thì chuột đang chạy ra quá nhiều. Chậm lẹ hơi quá dữ. Quá chuột. Lúc này thì anh em đội hình máy cắt đang ráo riết chuẩn bị để dí cù đó, idol không á. Xong, mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.